xin giới thiệu, đấy là một vườn đậu hữu cơ nhá. Đó, đây vườn đậu đã được hơn hơn một tháng rồi, gần 2 tháng. Vườn đậu này gần 2 tháng rồi nhé. Đó, và nó bữa nay nó ra hoa đây này, đây hoa đậu đây đó, mọi người thấy chưa, đây hoa đậu đây đó. Và có nhiều cây ra trái rồi nhá, đây những trái đầu đây đó, đây là những trái đầu, đây là những trái đầu bé nhé. Và phần lớn thì một cây thường là có 2 trái đầu, và có những cái ngọn đầu này thì những cái ngọn này thì mình nên ngắt đi này, những ngọn này bữa sau nó sẽ làm cho mình đi nó bị rối giữa các cây, nối giữa các cây với nhau nên là mình sẽ khó đi đó, mình nên bỏ những cái ngọn này đi đó. Và đây những quả đầu thì đây có những con kiến này, những con kiến này nuôi đầu nuôi nuôi rầy chứ chả làm gì cả, những con kiến này thật là đồ phá hoại. Đây đây là những quả đầu to hơn này, quả đầu này to hơn, những ngọn đầu này thì mình nên ngắt đi đó. Đó, và đây là có 4 quả đầu này, 2 quả quả này sẽ thu hoạch sớm nhất này, quả này đến quả này đến quả này, đây cũng vậy, đây được 3 quả và có thêm 2 bông này này, đây là những hoa đầu của đợt sau đó, người thấy chưa, đây là lối lối đi này, lối này rất rải đúng không đó. Và sau mình đi đây mình sẽ ngắt những cái ngọn này đi đó, bỏ những cái ngọn đầu này đi đấy, nó rất là dễ thương, ngọn đầu này có thể ăn được nhá, nhưng mà mình cũng biết chế biến, chỉ có mấy em đồng bào mấy em mới biết chế biến thôi đó. Cái tua đầu này mình nên ăn đấy nhá, đó và đó đó cả vườn đầu đấy, vi vu mênh mông luôn.